để thông báo cho mấy thằng lính rau răm biết là ê mấy thằng sếp của mày là tụi tao dứt hết rồi đó. Quý vị nên nhớ, thật ra đó dưới chân của một ông trùm á, thường thường á, mạnh hay không mạnh là do có mấy thằng đệ trung thành. Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, Trần Đại Quang cũng vậy, Nguyễn Bá Thanh cũng vậy, có mấy thằng đệ đó nó chơi tới lắm. Mà giờ thằng sếp bị mấy thằng đệ đâu dám chơi mạnh nữa, tao dứt hết rồi đó, tụi mày về với anh bao sân. Mà cái gì cũng vậy, đồng tiền tốt trước đồng tiền khôn, nói mẹ trung thành giang hồ thời này nó cũng khác, mẹ bắt chước kiểu quân tử tào lấy con mẹ gì ăn, đúng không? Đại ca Godfather là phải đập túi bụp bụp vậy nè, mẹ cầm một sấp dục lên bàn nè, khịt đó, mấy em cầm 20 chai đi uống nước này kia, xong qua bữa sau lên dục khịt quăng một mớ hàng ra cho nó mới cầm, nó mới đi, nó mới chơi. Còn mẹ nó giỏi lắm, bây giờ hồi xưa mày có anh đại đại bác đại bàng cỡ nào đi nữa, mà giờ mày nói nước lạnh bất quá một hai thằng hồi đó là fan ân nghĩa nó theo mày thôi, chứ làm gì mày hô mưa gọi gió một lần được mấy trăm thằng, có con mẹ gì đâu ăn vô đó, ăn gì ăn cám hả? Ăn vậy thôi, nó chặt mẹ chặt hết tay chân mày, giỏi lắm mày còn được hai ba thằng đệ, ok hai ba thằng đệ đó nó cũng nể mày, nó dỗ cho mày một vài lần cho đến lần thứ ba nó anh em cũng xin lỗi anh, nhưng em giờ em cũng còn cơ sở làm ăn của em cũng phải về nuôi vợ nuôi con chứ, theo anh em uống nước lạnh em đâu có mẹ gì đâu. Hồi nào mẹ ông trùm đâu đít dỗ bóp bóp vậy nè, nói chuyện là phải cầm dục ra phèo phèo đó, đến lúc mà về nó.